Thứ 10, trí thần thông vào tam muội tất cả pháp diệt tận. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng trí thông tam muội tất cả pháp diệt tận ở trong niệm niệm vào tam muội tất cả pháp diệt tận. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát dùng thần thông trí huệ tam muội tất cả pháp diệt tận ở trong mỗi niệm đều vào tam muội tất cả pháp diệt tận. Cũng không thối truyền Bồ Tát đạo, không bỏ việc Bồ Tát, không bỏ tâm đại từ đại bi, tu tập ba la mật chưa từng nghỉ ngơi, quan sát tất cả cõi nước không nhàm mỏi, không bỏ nguyện độ chúng sinh, không dứt việc chuyển bánh xe pháp, không bỏ sự nghiệp giáo hóa chúng sinh, không bỏ hạnh cúng dường chư Phật, không bỏ tất cả pháp môn tự tại, không bỏ thường thấy tất cả chư Phật, không bỏ thường nghe tất cả pháp. Bồ Tát ở trong định, không thối truyền đạo của Bồ Tát tu, cũng không bỏ việc của Bồ Tát làm, càng không bỏ tâm đại từ đại bi, tu tập pháp môn 10 ba la mật, vĩnh viễn đều không nghỉ ngơi, quan sát cõi nước của tất cả chư Phật, không bỏ, không có khi nào nhàm chán, mệt mỏi, không bỏ nguyện lực độ chúng sinh, không dứt Phật sự chuyển bánh xe pháp, không bỏ sự nghiệp giáo hóa chúng sinh, không bỏ hạnh cúng dường tất cả chư Phật, không bỏ tất cả pháp môn tự tại, không bỏ thường thấy tất cả chư Phật, không bỏ thường nghe tất cả pháp. Tâm của Bồ Tát thường nguyện thấy Phật, thường nguyện nghe pháp, biết tất cả pháp bình đẳng vô ngại, tự tại thành tựu tất cả Phật pháp, hết thảy thắng nguyện đều được viên mãn, biết rõ tất cả cõi nước khác biệt và chủng tánh Phật đến được bờ kia, hay ở trong các thế giới đó học tất cả pháp, rõ pháp vô tướng, biết tất cả pháp đều từ duyên khởi, không có thể tánh. Tùy theo Thế Tổ Phương Tiện dễ nói, tùy đối với các pháp tâm không trụ vào mà thuận chúng sinh các cần ưa thích, phương tiện vì họ nói đủ thứ các pháp. Bồ Tát biết tất cả pháp vốn là bình đẳng, viên dung vô ngại, nhậm vận tự tại, thành tựu tất cả Phật pháp. Nguyện lực thù thắng của Bồ Tát phát ra đều thành tựu viên mãn, lại thấu rõ tất cả cõi nước của chư Phật, có đủ thứ cảnh giới khác biệt. Bồ Tát đắc được chủng tánh Phật, đạt đến được bờ kia của chư Phật, hay ở trong mỗi thế giới học tập tất cả pháp, thấu rõ pháp chẳng có một thể tướng. Tuy nhiên Bồ Tát biết tất cả pháp đều từ duyên sinh khởi, nếu không có duyên khởi thì chẳng có tất cả pháp, pháp chẳng có một thể tánh, nhưng vẫn tùy thuận tất cả căn tánh và tất cả sự ưa thích của chúng sinh, dùng pháp môn thiện xảo phương tiện để vì chúng sinh nói đủ thứ tất cả các pháp. Khi Bồ Tát này trụ tam muội thì tùy tâm ưa thích của ngài, hoặc trụ một kiếp, hoặc trụ trăm kiếp, hoặc trụ ngàn kiếp, hoặc trụ ức kiếp, hoặc trụ trăm ức kiếp, hoặc trụ ngàn ức kiếp, hoặc trụ trăm ngàn ức kiếp, hoặc trụ na do tha ức kiếp, hoặc trụ trăm na do tha ức kiếp, hoặc trụ ngàn na do tha ức kiếp, hoặc trụ trăm ngàn na do tha ức kiếp, hoặc trụ vô số kiếp, hoặc trụ vô lượng kiếp, cho đến hoặc trụ bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp. Khi vị Bồ Tát này trụ tam muội thì tùy tâm hoan hỷ của ngài, hoặc trụ một kiếp, hoặc trụ trăm kiếp, hoặc trụ ngàn kiếp, hoặc trụ ức kiếp, hoặc trụ trăm ức kiếp, hoặc trụ ngàn ức kiếp, hoặc trụ trăm ngàn ức kiếp, hoặc trụ na do tha ức kiếp, hoặc trụ trăm na do tha ức kiếp, hoặc trụ ngàn na do tha ức kiếp, hoặc trụ trăm ngàn na do tha ức kiếp, hoặc trụ vô số kiếp, hoặc trụ vô lượng kiếp, cho đến hoặc trụ bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp. Bồ Tát vào tam muội tất cả pháp diệt tận này, tùy trải qua các kiếp trụ như thế mà thân không tàn rã, không gầy ốm, không biến đổi, chẳng thấy, chẳng không thấy, không diệt, không hoại, không mệt, không lười, không thể kiệt tận. Khi Bồ Tát vào tam muội tất cả pháp diệt tận này, tuy nhiên trải qua các kiếp trụ như ở trước đã nói mà bổn thân của Bồ Tát không tan, không rã, không gầy, không ốm, không biến, không đổi. Một số chúng sinh hoặc chẳng thấy, hoặc chẳng không thấy. Tại sao? Vì thân thể của Bồ Tát không diệt, không hoại, không mệt, không lười. Và trong định trải qua thời gian dài như thế, cũng không thể cùng tận và khô kiệt. Tùy đối với có không đều vô sở tác mà hay thành tựu các việc của Bồ Tát, đó là luôn không xả lìa tất cả chúng sinh, giáo hóa điều phục, chưa từng thất thời, khiến cho họ tăng trưởng tất cả Phật Pháp. Đối với hạnh Bồ Tát đều được viên mãn, vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, thần thông biến hóa không có ngừng nghỉ, ví như hình bóng quang minh hiện khắp tất cả, mà nơi tam muội vắng lặng chẳng động. Tùy Bồ Tát đối với có không đã vượt qua cảnh giới có không, đều vô sở tác, mà hay thành tựu các việc của Bồ Tát làm, tức là lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo, đó là luôn không xả lìa tất cả chúng sinh, lúc nào cũng ở với chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, không sớm không trễ, hợp thời hợp lúc, khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng tất cả sở cầu đối với Phật Pháp, đối với hạnh của Bồ Tát tu đều đắc được cảnh giới viên mãn tự tại vô ngại.
Bồ Tát vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên vận dụng thần thông biến hóa để giáo hóa chúng sinh không lúc nào ngừng nghỉ, giống như hình bóng quang minh hiện khắp tất cả. Bồ Tát ở trong định vắng lặng chẳng động, đó là trí thần thông tam muội vào tất cả pháp diệt tận của Đại Bồ Tát. Đó là thần thông thứ 10 của Đại Bồ Tát, gọi là trí huệ thần thông tam muội vào tất cả pháp diệt tận. Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tại 10 thứ thần thông như vậy, tất cả trời người không thể nghĩ bàn, tất cả chúng sinh không thể nghĩ bàn, tất cả thanh văn, tất cả độc giác và tất cả các chúng Bồ Tát khác như vậy, thầy đều không thể nghĩ bàn. Thần nghiệp Bồ Tát này không thể nghĩ bàn, lời nghiệp không thể nghĩ bàn, ý nghiệp không thể nghĩ bàn, tam muội tự tại không thể nghĩ bàn, trí huệ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chỉ có chư Phật và các Bồ Tát khác được thần thông này, ngoài ra không ai nói được công đức này, tán thán khen ngợi. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát trụ tại 10 thứ thần thông như thế, thì tất cả trời người không thể nghĩ bàn vị Bồ Tát này. Tất cả chúng sinh cũng không thể nghĩ bàn vị Bồ Tát này. Tất cả thanh văn, tất cả độc giác và tất cả các chúng Bồ Tát khác, thầy đều không thể nghĩ bàn vị Bồ Tát này. Thần nghiệp của Bồ Tát này không thể nghĩ bàn, lời nghiệp cũng không thể nghĩ bàn, ý nghiệp cũng không thể nghĩ bàn. Tam muội của Bồ Tát như thế nào, chúng ta chẳng biết. Bất cứ chúng sinh thông minh hoặc chúng sinh ngu si không thể dùng vọng tưởng, vọng tự phê bình cảnh giới của Bồ Tát hoặc dò cảnh giới của Bồ Tát, vì cảnh giới của Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Vị Bồ Tát này tam muội và tự tại không thể nghĩ bàn, trí huệ và cảnh giới cũng không thể nghĩ bàn. Chỉ có chư Phật mới biết được, hoặc các Bồ Tát khác được tam muội tự tại này mới có thể biết được. Ngoài ra tất cả các chúng sinh không cách chi nói được công đức của vị Bồ Tát này, cũng không có ai có thể tán thán và khét ngợi. Tại sao? Vì vốn không biết được cảnh giới của vị Bồ Tát này. Phật tử, đó là 10 thứ thần thông của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát trụ thần thông này, đều đắc được tất cả trí huệ thần thông vô ngại ba đời. Các vị đệ tử của Phật, đó là 10 thứ thần thông trí huệ của Đại Bồ Tát chứng được. Nếu Đại Bồ Tát trụ tại 10 thứ thần thông này, thì hoàn toàn đắc được tất cả thần thông trí huệ viên dung vô ngại của tất cả chư Phật, đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại để giáo hóa tất cả chúng sinh.